phật dạy này thiện hiện vì pháp không quên mất thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì pháp không quên mất thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì pháp không quên mất không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh vì pháp không quên mất thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tánh luôn luôn xả không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Phật dạy, này thiện hiện vì trí nhất thiết thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì trí nhất thiết thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì trí nhất thiết thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không sanh không diệt không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Phật dạy này thiện hiện vì tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Bạch Thế Tôn, tại sao vì tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh? Này thiện hiện, vì tất cả pháp môn Đà La Ni không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh. Vì tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh nên thanh tịnh vì tất cả pháp môn tam ma địa thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh